Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay 24 tháng 8, Chelsea hốt Alba thần tốc. Tin chuyển nhượng bóng đá hôm nay, cập nhật thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất diễn ra trong ngày hôm nay 24 tháng 8. Aubameyang đạt thỏa thuận với Chelsea. Theo nguồn tin từ Sky Sport, Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Pierre-Emerick Aubameyang từ Barcelona với giá 20 triệu euro kèm theo phụ phí. Đôi bên sẽ sớm công bố thương vụ này trong ít ngày tới và Aubameyang nhiều khả năng kịp ra mắt Chelsea vào cuối tuần này. Đội bóng tây London vừa thua sốc Leeds 3-0 nên họ cần có sự tăng cường nhân sự cho hàng công. Về phía Barcelona, dù chưa có thông tin chính thức nào nhưng khả năng cao họ sẽ đồng ý giao kèo này từ phía Chelsea. Blaugrana từng từ chối lời đề nghị trị giá 15 triệu euro trước đó, đồng thời vẫn đăng ký Aubameyang cho những vòng đấu đầu tiên tại La Liga. Ngoài Aubameyang, Chelsea còn dự định chiêu mộ cả Frankie De Jong. Man United chia tay bệnh binh Bailey. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ, thương vụ chuyển nhượng trung vệ Eric Bailey từ Man United sang Marseille theo dạng cho mượn đã hoàn tất. Bailey sẽ có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington vào cuối ngày hôm nay để nói lời tạm biệt với những đồng đội của mình. Sau đó sẽ bay đến Marseille trong vòng 24 giờ để gia nhập đội chủ sân Velodrome. Trong thương vụ cho mượn này, Marseille sẽ chi trả một phần tiền lương của Bailey nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Ngoài ra, Romano cũng tiết lộ có điều khoản bắt buộc mua đứt nếu như Marseille giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới. Ông Fabrizio Romano viết trên trang cá nhân. Man City chốt hạ tương lai Bernardo Silva. Địch thần giám đốc điều hành Man City, Ferran Soriano đã phá vỡ im lặng về tương lai của ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cụ thể, Ferran Soriano cho biết, dĩ nhiên, tôi có thể nói rằng tương lai của Bernardo Silva là việc cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester City. Trước đó, xuất hiện tin đồn cho rằng anh có thể chuyển đến Barcelona trong một thương vụ diễn ra vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Mức giá của tiền vệ này đang dao động từ 80 đến 100 triệu euro. Hakimi lọt vào tầm ngắm của MU. Mặc dù đã chiêu mộ hậu vệ trái Tyra Malacia và trung vệ Lisandro Martinez, huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn lên kế hoạch đưa về một cầu thủ phòng ngự nữa là Achraf Hakimi, hậu vệ phải đang khoác áo PSG, với việc Aaron Wan-Bissaka được cho là sẽ trở lại Crystal Palace. MU chỉ còn đúng một hậu vệ phải là Diogo Dalot, người thực ra cũng chưa thể hiện được nhiều từ đầu giải. Theo trang Football Insider, ban huấn luyện MU đang cố gắng thuyết phục Hakimi đến Old Trafford. Cầu thủ 23 tuổi này hứa hẹn sẽ là phương án nâng cấp hoàn toàn so với cả Dalot và Wan-Bissaka, nhưng sẽ không dễ dàng để MU chiêu mộ Hakimi bởi họ sẽ phải cạnh tranh với Barcelona và Chelsea. Hợp đồng của Hakimi với đội bóng thủ đô nước Pháp còn thời hạn đến tận hè 2026. Tottenham nhắm cựu cầu thủ của MU. Football London khẳng định Tottenham đang nhắm cựu cầu thủ của MU, Daniel James, để thay thế cho Brian Gill đang muốn chuyển sang Valencia. Số tiền mà Spurs chi ra cho Leeds sẽ rơi vào khoảng 20 triệu bảng. Kể từ khi chuyển đến đội bóng vùng Yorkshire, Dan James đã thi đấu cực kỳ tích cực, góp phần vào việc trụ hàng của đội bóng này mùa trước. Đến mùa giải năm nay, anh được coi là hạt nhân của Leeds khi câu lạc bộ chia tay Rafinha. Bayern đưa ra lời đề nghị đặc biệt với De Jong. Theo nhà báo Gerard Romero, đội bóng xứ Bavaria đang tính củng cố tuyến giữa của mình bằng việc tranh mua De Jong với MU. Bayern đang quan tâm đến Frankie De Jong. Ban lãnh đạo đội bóng đang tính mượn De Jong kèm theo điều khoản mua đứt tương tự như thương vụ Coutinho 3 năm trước. Romero tiết lộ, hợp đồng của De Jong còn thời hạn đến tận mùa hè năm 2026 và tiền vệ 25 tuổi này đang được trang Transfermarkt định giá là 60 triệu euro. Ở thời điểm hiện tại, Barcelona đang rất muốn đẩy đi một số cầu thủ, trong đó có De Jong, để giải phóng 17 triệu bảng trong quỹ lương nhằm đăng ký tân binh Jules Koundé. Thời hạn cho họ chốt danh sách là ngày 31 tháng 8 tới. Liverpool gặp khó vụ Caicedo. Theo Studio Football, Moises Caicedo là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Liverpool. Được biết, đội bóng của huấn luyện viên Klopp chuẩn bị đưa ra đề nghị ký hợp đồng với cầu thủ 20 tuổi trị giá 50 triệu euro. Lập trường của Brighton là không muốn mất thêm ngôi sao nào trong đội hình.
Trước đó, họ đã bán Yves Bissouma cho Tottenham, trong khi đó cũng để Marco Cucurella tới Chelsea. Saint-Maximin trong tầm ngắm của Man United. Tiền vệ người Pháp Alan Saint-Maximin hiện vẫn nằm trong tầm ngắm của Quỷ Đỏ. Theo Mediafoot, ở vòng 3 Premier League, Saint-Maximin đã tỏa sáng rực rỡ giúp Newcastle giành được một điểm trước Man City. Barca có tia hy vọng đẩy đi Braithwaite. Theo Mundo Deportivo, Barca rất muốn bán Martin Braithwaite để thu về một khoản tiền mặt và cắt giảm một phần quỹ lương, qua đó có thể đăng ký thi đấu cho Jules Koundé. Hiện tại, tiền đạo Đan Mạch đang được Mallorca hỏi mua. Arsenal để mắt tới Tonali. Arsenal vẫn đang tìm kiếm thêm một tiền vệ để tăng cường chất lượng và độ dày cho tuyến giữa. Theo Daily Star, Sandro Tonali của AC Milan đã trở thành một mục tiêu của pháo thủ. Yuri Tillemans của Leicester là lựa chọn ưu tiên của huấn luyện viên Arteta, nhưng thương vụ chuyển nhượng này vẫn chưa thể thông. Do đó, Arsenal sẽ có đề nghị cho Tonali vì phiên chợ sắp đóng cửa. Fulham muốn có thêm tiền đạo. Theo Sky Sport, Fulham đang đàm phán với Brighton về tiền đạo Nian Maupay khoảng 15 triệu bảng, đồng thời liên hệ với Roma để mượn Justin Kluivert. Chelsea có đối thủ vụ Gordon. Football Insider tiết lộ Tottenham đã gia nhập cuộc đua giành tiền đạo Anthony Gordon với Chelsea. Đội bóng Bắc London sẵn sàng chi lớn để thuyết phục Everton nhà tuyển thủ U21 Anh. Phía Everton đồng ý nhả Gordon nếu có câu lạc bộ nào đáp ứng được con số 50 triệu bảng. Tuchel nhận án phạt thứ hai từ FA. Sau khi bị FA, tức Liên đoàn bóng đá Anh, cấm chỉ đạo một trận và phạt 35.000 bảng vì hành vi xấu xí với người đồng nghiệp Conte sau trận Derby London vào cuối tuần trước, Tuchel phải nhận thêm án phạt nặng khác. Theo tuyên bố từ FA, Tuchel vi phạm quy tắc ứng xử sau khi bình luận thiếu tôn trọng với trọng tài Anthony Taylor, chiến lược gia người Đức, có thời hạn đến ngày 25 tháng 8 để kháng án. Vợ con tới Mỹ để thăm Rooney. Wayne Rooney đã được bà xã Colin và bốn cậu quý tử bay tới Mỹ thăm nom sau thời gian xa cách. Gia đình cựu tiền đạo MU quây quần chụp hình kỷ niệm ở tượng nữ thần tự do. Zinchenko vui vì bóng đá Ukraine đã trở lại. Zinchenko tỏ ra rất vui khi giải vô địch quốc gia Ukraine đã trở lại sau một thời gian dài tạm nghỉ vì chiến tranh. Tuy nhiên, tân binh của Arsenal thừa nhận các cầu thủ phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng mỗi khi bước ra sân thi đấu. Chelsea có kế hoạch chi 300 triệu bảng. Theo London Evening Standard, Chelsea có ngân quỹ 300 triệu bảng để mua cầu thủ mới ở mùa hè này. Họ đang nỗ lực mang về những bản hợp đồng chất lượng trước khi phiên chợ đóng cửa. Barca đàm phán với đại diện của De Jong. Barca đã hẹn gặp người đại diện của Frankie De Jong để thuyết phục tiền vệ người Hà Lan rời sân Nou Camp mùa hè này. Đội bóng xứ Catalan đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để tống cổ cựu sao Ajax, qua đó giảm bớt quỹ lương và để đăng ký những tân binh. Ca sĩ Shakira nổi giận với hành động của Piqué. Theo kênh Socialist, nữ ca sĩ đình đám Shakira rất giận dữ sau khi Piqué cố tình công khai bạn gái mới trước truyền thông. Bởi lẽ, trước đó cả hai đã đồng ý giữ kín chuyện tình cảm cá nhân ít nhất đến năm 2022. Huyền thoại Man United nghi ngờ Casemiro. Cựu thủ môn của MU, Peter Schmeichel nghi ngờ về sự thành công của bản hợp đồng Casemiro. Theo Schmeichel, Casemiro là cầu thủ đẳng cấp ở Real Madrid, nhưng khi khoác áo Quỷ Đỏ sẽ cần một phong cách rất khác.